Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hòa Cho Buy Trong video hôm qua thì mình đã review về các quỹ CTI cho các bạn rồi, quỹ CTA tức là quỹ CT Trader Imperium ấy. Thì mình có nói sơ qua về thông tin quỹ, về những gói tài khoản, về hình thức KIC về cách bắt quỹ, cách rút tiền và những các quy tắc. À, thì trong video hôm nay mình sẽ đi sâu vào chi tiết ba cái gói tài khoản mà quỹ CTI đang cung cấp cho các bạn, thì trên màn hình cho các bạn thấy này, khi mà các bạn đăng ký đăng nhập vào tài khoản CTI ấy, thì các bạn vào cái mục hôm nhé nó sẽ có ba gói này, cái gói đầu tiên là one step này, gói thứ hai là two step và gói thứ ba là direct funding, nó tổng cộng là có ba gói, thì thông thường ấy. Trader khi mà đăng ký thì chỉ đăng ký một trong hai gói đó là One Step hoặc là Two Step thôi. Thì cái gói Two Step này này, cái gói ở giữa này chính là cái gói mà phổ biến nhất và thông thường đa phần Trader sẽ thi gói này. Đấy. À, các bạn sẽ click vào là các bạn sẽ thấy nó hiển thị các gói ở đây. À, thì bây giờ mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết từng gói một, bởi vì mỗi gói sẽ có những cái quy tắc phát quỹ và những cái thông tin, những cái điều kiện khác nhau thì bây giờ mình sẽ nói về chi tiết những cái điều đấy để cho các bạn hiểu rõ hơn thì đây mình đã tổng hợp lại một cái bảng Excel về tất cả những cái thông tin về những cái quy tắc của từng gói một các bạn có thể bấm vào two step này one step này hoặc là no evaluation ở đây tất cả những cái thông tin mình đều, đều đã nốt lại cho các bạn bây giờ mình sẽ nói đầu tiên đó chính là cái gói two step nhá cái gói two step này Ờ, đây các bạn thấy loại tài khoản này là two step challenge thì các bạn có thể thấy ở đây là có 6 gói gói bé nhất là 2,5 nghìn ờ, các bạn cần phải bỏ ra cái chi phí là 39 đô tiếp theo là gói 5k chi phí là 59 gói 10k là 99 đô gói 25k là 197 đô gói 50k là 329 đô và gói 100 nghìn là 519 đô Đấy. Ờ, các bạn lưu ý ở đây nhá là các bạn được thi mắc là 200k quỹ CTI ví dụ như ở đây các bạn có thể thi cùng một lúc hai gói tài khoản 100k hoặc là bốn gói tài khoản 50k hoặc là tám gói tài khoản 25k miễn sao mà các bạn cầm mắt là 200k của quỹ CTI đấy về đoàn 7 ở đây đoàn 7 của nó là 1 chia 33 về thời gian thi vòng 1 và vòng 2 thì là không giới hạn hầu như tất cả các quỹ đều không giới hạn thời gian rồi về ngày giao dịch tối thiểu để pass qua vòng 1 và vòng 2 là 5 ngày thì như thế nào gọi là ngày giao dịch tối thiểu tức là miễn sao cái ngày đấy của các bạn mở một lệnh sau đóng một lệnh thì nó sẽ được tính là một ngày giao dịch à, các bạn mà giao dịch tầm 2 ngày đã bắt được lợi nhuận rồi đã đủ lợi nhuận rồi thì ba ngày còn lại các bạn chỉ việc vào không với không một lót sau đó các bạn cắt lệnh luôn thì nó sẽ tính cho các bạn là một ngày giao dịch đấy chỉ có vậy thôi đấy chỉ là cái ngày giao dịch tối thiểu hầu như quý nào cũng có cái ngày giao dịch tối thiểu cả quỹ STMO hoặc là G5R các bạn thấy là đều có cái ngày giao dịch tối thiểu về yêu cầu lợi nhuận và thua lỗ thì đối với lại cái tài khoản hai step ấy, thì các bạn sẽ thấy xem ở bên này quy trình nó sẽ là như thế này các bạn nhận tài khoản vòng 1 à, sau khi pass qua vòng 1 các bạn sẽ nhận tài khoản vòng 2 sau khi pass qua vòng 2 các bạn sẽ nhận tài khoản like à, thì đối với lại cái phần trăm để vượt qua vòng 1 đấy là 10 phần trăm các bạn cần phải tạo ra 10 phần trăm lợi nhuận ví dụ đi các bạn đăng ký gói lớn nhất là 100.000 đúng không thì các bạn cần phải tạo ra uh, lợi nhuận 10 phần trăm tương đương lại 10.000 đô thì lúc đó các bạn mới được phát qua vòng 1 uh, lợi nhuận để vượt qua vòng 2 là 5 phần uh, trăm 5 phần trăm có gói 100.000 thì là 5.000 đô uh, thì cái điều kiện lợi nhuận ở vòng 1 và vòng 2 ấy, nó cũng giống như FTMO, FTMO nó cũng là 10 phần trăm vòng 1 và 5 phần trăm vòng 2 còn đối với lại quỹ dân năm IR thì dân năm IR nó sẽ thấp hơn một chút dân năm IR thì vòng một nó chỉ có tám phần trăm thôi vòng hai của nó thì là năm phần trăm số phần trăm lỗ tối đa trong ngày là năm phần trăm một ngày và 10% phần trăm tổng tài khoản cái này thì hầu như các bạn đã quá rõ rồi các bạn mà đã thi tmo hoặc là dân năm IR hoặc là các quỹ khác thì đa phần các quỹ khác nó cũng đều có các quy tắc là năm phần trăm một ngày và 10% phần trăm tổng tài khoản Ờ, ví dụ như các bạn thi gói 100.000 đi Thì 5% một ngày là các bạn không được để lỗ quá 5.000 đô này. Đó, Các bạn cần phải lưu ý Còn 10% tổng tài khoản thì khá là đơn giản thôi Ví dụ như các bạn thi gói 100.000 Thì nếu mà các bạn để tài khoản trúng dưới 90.000 Tương đương với lại cái mức lỗ là 10.000 là 10% Thì các bạn sẽ bị vi phạm Đấy nó chỉ có như vậy thôi Rất là đơn giản để cho các bạn hiểu đúng không Về quy tắc này Uh, tray tin các bạn được phép tray tin nhá kể cả lúc mà tin tức ra các bạn vẫn vào lệnh mới bình thường không có bất kỳ một cái giới hạn gì cả uh, các bạn để lệnh qua đêm thoải mái này để lệnh qua tuần thoải mái kể cả các bạn được giao dịch cả thứ bảy lẫn chủ nhật nhá thứ bảy chủ nhật các bạn có thể tray crypto thoải mái luôn uh, sử dụng ea cái này thì quỹ nó cũng không cấm các bạn các bạn được sử dụng bất kỳ một cái con ea nào kể cả là những cái con ea về copy trade nhá tuy nhiên copy trade các bạn chỉ được copy trade từ tài khoản tên của các bạn thôi ví dụ các bạn copy trade tài khoản từ quỹ STMO sang quỹ CTI hoặc là các bạn copy trade từ tài khoản sàn XNF của bạn sang tài khoản CTI à, chứ còn không được copy trade từ tài khoản của người khác sang tài khoản CTI của bạn nhé. lưu ý về payout payout thì số ngày payout khi mà các bạn vượt qua hai vòng các bạn nhận tài khoản like thì giao dịch tài khoản like tới ngày thứ 11 nói chung là 10 ngày giao dịch tài khoản like thì các bạn sẽ được uh, lệnh rút tiền đầu tiên nó tính cả thứ bảy và chủ nhật cho các bạn nhé bởi vì thứ bảy và chủ nhật được phép giao dịch mà nên mà nó tính cả thứ bảy và chủ nhật thì tới ngày thứ 11 các bạn sẽ được rút tiền tuy nhiên tuy nhiên các bạn để ý cái mục yêu cầu lợi nhuận này để rút được lợi nhuận tài khoản live lần đầu tiên ấy, các bạn cần phải đạt được tối thiểu 4% lợi nhuận tài khoản like đây là một cái mức lợi nhuận tối thiểu khá là cao so với các quỹ khác Với dụ như quỹ FTMO đi thì cái lợi nhuận tối thiểu của nó hầu như là bằng không nói chung là nó rất là nhỏ các bạn chỉ cần có lợi nhuận là được không với năm phần trăm còn ví dụ giờ năm mươi rộng vậy nó rất là thấp riêng đối với lợi quỹ này thì nó yêu cầu một cái mức khá là cao ví dụ như cái gói 100.000 thì các bạn cần phải đạt được lợi nhuận là 4.000 thì lúc đó các bạn mới được rút lợi nhuận lần đầu và tài khoản like thì đối với lại rút tiền lần đầu thì các bạn sẽ được refund luôn nhé các bạn sẽ được hoàn phí mua quỹ ví dụ như gói 100.000 các bạn mua là 519 đô hoặc là gói 50.000 các bạn mua với cái chi phí là 329 đô thì các bạn sẽ được refund các bạn sẽ được hoàn cái phí thi đấy vào lần rút tiền đầu tiên nó sẽ gửi về cùng lúc cho các bạn về phần trăm lợi nhuận payout thì các bạn sẽ được nhận 80 lợi nhuận tạo ra từ tài khoản live ở lần đầu tiên nhé lần đầu tiên là 80 phần với như khi mà các bạn trade tới tháng thứ ba thứ tư nếu mà các bạn chơi tốt, lại ổn định thì nó sẽ nâng cái mức payout của bạn từ 80% lên 90%. Nếu mà các bạn giao dịch uh, ổn định hơn nữa, các bạn giao dịch ổn định lên tới 6 tháng, 1 năm gì đấy thì nó sẽ nâng lên cái mức là 100%. Lúc đó các bạn giao dịch bao nhiêu sẽ có lợi nhuận bấy nhiêu. Về hình thức rút tiền thì các bạn có thể rút tiền qua PayPal, qua crypto hoặc là qua bank transfer. Về uh, thời gian payout thì mình đánh giá là cái này payout rất là nhanh. 1 tới 2 ngày là các bạn đã nhận được tiền về trong tài khoản rồi. Đấy, đánh giá rất là nhanh. Về quy tắc ngầm này, Ở quy tắc ngầm, quy này thì có một cái quy tắc ngầm uh, mà cũng khiến cho rất là nhiều trader khó chịu. Các bạn cần phải lưu ý đó chính là bắt buộc tất cả các lệnh của các bạn phải có stop loss khi vào lệnh nhé ngay lập tức luôn đấy. ví dụ khi các bạn vào lệnh gái là các bạn phải đặt stop loss luôn nếu mà sau một phút kể từ khi vào lệnh lệnh đó mà chưa có stop loss thì lệnh sẽ bị hủy nhá sàn nó sẽ tự động cắt cái lệnh đấy của các bạn nếu mà lệnh đấy lãi thì các bạn cũng sẽ không được tính đâu đấy nên mà các bạn cần phải lưu ý đây là một cái quy tắc ờ, mình cũng chưa thực sự thích tại quỹ này ở rất nhiều trader cũng chưa thực sự thích tất nhiên là cái việc mà các bạn đặt stop loss thì nó cũng tốt tuy nhiên nhiều trường hợp ấy, các bạn vào lệnh nhanh hoặc là các bạn vào nhiều lệnh đôi khi chúng ta quên đi chẳng hạn thì lệnh đấy nó lại bị hủy thì rất là rất là bực nó nhưng mà cái điều kiện này mình thấy nó chưa thực sự hợp lý lắm hy vọng sau này nó sẽ điều chỉnh một chút đấy chính là cái gói hai step đấy chính là cái gói hai step nhé uh, các bạn hai uh, step vậy thì các bạn bấm vào đây hai step này các bạn bấm vào đây nó sẽ hiển thị các gói đây ví dụ các bạn đăng ký gói nào thì các bạn chọn vào gói đấy Đấy. Rồi, à, bây giờ mình sẽ sang cái gói tài khoản thứ hai, đó chính là One Step. Cái tài khoản này ấy, là tài khoản mà các bạn chỉ việc thi một vòng thôi. Vượt qua cái vòng đấy các bạn sẽ được nhận tài khoản like luôn. À, thì nó sẽ có các gói như thế này. Đầu tiên là gói 1K, các bạn cần phải bỏ ra chi phí là 59 đô. À, funded ở đây là 4K, tức là sao? À, tức là cái funded ở đây chính là cái tài khoản like nhé. Khi mà các bạn vượt qua cái gói cái vòng đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ nhận được tài khoản like là gấp 4 lần cái mức vốn ban đầu. Ví dụ như các bạn đăng ký có 1k này thì khi mà các bạn vượt qua cái giai đoạn đầu tiên thì tài khoản like các bạn sẽ nhận được là 4k. Tài khoản like các bạn sẽ nhận được cái mức vốn là 4k. Tương tự các bạn mua cái gói 2,5k thì chi phí của nó là 199 đô. Thì khi mà các bạn vượt qua cái vòng đầu tiên tài khoản like các bạn sẽ nhận được là 10k à, tương tự gói 5k này chi phí bỏ ra là 299 đô thì cái tài khoản like các bạn nhận được khi mà phát qua vòng đánh giá là 20k tương tự cái gói cao nhất ở đây là 20k các bạn cần phải bỏ ra chi phí là 999 đô thì tài khoản like nhận lại được tài khoản like nhận lại được là 80k Đấy. các bạn để ý chi phí nó cũng khá là cao đúng không khá là cao ừ các bạn phải chấp nhận thôi bởi vì đây là cái giá của cái việc các bạn chỉ được thi một vòng nhưng mà chi phí đầu vào nó cao như vậy đòn bẩy của nó là một chia ba ba nó khá là thấp so với lại khi mà các bạn giao dịch tại sàn nó ví dụ như mình giao dịch tại sàn đòn bẩy thông thường của nó là một chia một nghìn một chia hai nghìn hoặc là thậm chí là không giới hạn đòn bẩy còn khi mà chơi tại các quỹ ví dụ như STMO hoặc là quỹ này đi đòn bẩy của nó chỉ là một chia ba ba khá là thấp nhưng mà cái việc mà các bạn giao dịch scalping hoặc là đánh nhiều lệnh thì khá là khó đặc biệt là đối với là những cái bạn giao dịch vàng hoặc là BTC nhé cái số tiền để các bạn ký quỹ không có nhiều nhưng mà các bạn vào vô lâm cũng không được lớn lắm về thời gian thi thì không giới hạn rồi ngày giao dịch tối thiểu để pass vào một thì nó cũng sẽ không yêu cầu nha các bạn ví dụ như hôm nay các bạn đăng ký thi đúng không các bạn mà giao dịch đủ lợi nhuận thì trong ngày đấy các bạn nhận được tài khoản like luôn à, à có nghĩa là trong một ngày các bạn vừa đăng ký thi vừa bắt qua quỹ vừa nhận tài khoản like luôn nó không yêu cầu bất kỳ một cái ngày giao dịch nào cả về yêu cầu lợi nhuận thua lỗ này thì số phần trăm vượt qua vòng 1 ấy, các bạn sẽ yêu cầu là 10 phần đây mình sẽ nói về cái quy trình của nó quy trình của nó là như thế này các bạn nhận tài khoản vòng 1 này vượt qua vòng 1 đấy thì các bạn sẽ nhận tài khoản phân địch phân đợt ở đây chứ là tài khoản like đấy thì lúc này cái vốn của tài khoản phân đợt này sẽ gấp 4 lần với tài khoản ở vòng 1 Đấy. Thì điều kiện để vượt qua vòng 1 đây, các bạn cần phải đạt được lợi nhuận là 10%. À, lưu ý nhé, khi mà các bạn à, giao dịch ở tài khoản vòng 1 ấy, các bạn đạt đủ lợi nhuận đấy là 10% thì các bạn sẽ được payout 50% lợi nhuận ở vòng này nhé. Ví dụ đây, ví dụ các bạn đăng ký gói cao nhất là 20.000. Điều kiện để các bạn vượt qua vòng này là các bạn cần phải tạo ra lợi nhuận là 2.000 2.000 đô đúng không? thì khi mà các bạn đạt đủ 2.000 đô lợi nhuận đấy, thì các bạn sẽ nhận được tài khoản like là 80.000 và đồng thời các bạn sẽ được rút là 50 phần trăm lợi nhuận tương đương với lại 50 phần trăm của 2.000 đô là các bạn sẽ rút được là 1.000 đô lợi nhuận đấy Nói chung là nó uh, nó xem như là cái tiền hoàn phí nó xem như là cái tiền hoàn phí đây lát nữa các bạn sẽ đọc được các bạn sẽ thấy này uh, đối với tài khoản on step này thì các bạn sẽ không được gì phân không được refund phân Tuy nhiên thì uh, bù lại là các bạn sẽ được rút 50 phần trăm lợi nhuận vòng 1 thì cũng xem như là cái tiền refund rồi nó bằng với lại cái tiền refund đấy về số phần trăm lỗ tối đa tài khoản là 6 phần trăm đây các bạn cần phải lưu ý thế này ờ, à, mặc dù là các bạn chỉ việc thi một vòng thôi nhưng mà cái vòng này nó khá là khó khá là khó giống như kiểu là các bạn nó cắt cho các bạn một nghìn đô nó bắt các bạn phải kiếm cho nó lợi nhuận là một nghìn đô nữa nhưng mà không được lỗ quá 600 đô. Các bạn thấy khó chưa? Khá là khó đúng không? Đồng nghĩa với việc là các bạn gần nhân hai tài khoản à, rất là khó. À, đây, khi mà các bạn vượt qua điều kiện vòng 1 thì các bạn sẽ nhận được tài khoản phân đứt là tài khoản live. Đối với tài khoản live này thì nó sẽ không yêu cầu là các bạn cần phải đạt bao nhiêu lợi nhuận cả. À, nhưng mà có lợi nhuận tối thiểu để rút nhá, có lợi nhuận tối thiểu để rút. Lát nữa thì mình sẽ nói về lợi nhuận tối thiểu để rút đấy cho các bạn. Còn ở đây nó không yêu cầu là các bạn cần phải đạt 20 hay 30%. phần Nhưng mà để cái rút tối thiểu là có thì lát nữa mình nói. Và điều kiện tiếp theo là các bạn không được để lỗ quá 6% tài khoản. À, ví dụ như các bạn được cấp tài khoản phân đợt là 80.000 đô đi. Đây, tài khoản phân đợt 80.000 đô này đi. Thì các bạn sẽ không được để lỗ quá 6% tương đương với lại 4.800 đô đấy các bạn mà để hết 4.800 đô đấy thì xem như là các bạn bị bị cháy tài khoản các bạn cần phải thi lại về quy tắc thì các bạn được phép trade tin này trade tin thoải mái nha kể cả 7 giờ 30 phút là tin ra thì 7 giờ 30 phút các bạn được vào lệnh được vào lệnh bình thường các bạn được để lệnh qua đêm qua tuần được phép sử dụng EA nói chung là quy tắc này thì khá là thoải mái đối với lại quỹ CTI nó không bị khắc nghiệt như quỹ uh, Do năm r thì các bạn sẽ không được phép chơi tin đâu. Tuy nhiên là đối với đoạn quỹ này thì khá là thoải mái Về payout Số ngày payout thì uh, Khi mà các bạn giao dịch Các bạn cầm được tài khoản funded, tài khoản like Thì các bạn cần phải giao dịch tài khoản like tối thiểu là 10 ngày 10 ngày tính cả thứ bảy chủ nhật nhé Yêu cầu lợi nhuận là 5% lợi nhuận tài khoản like Đây là lợi nhuận tối thiểu nhé Ví dụ đi uh, tài khoản like của các bạn là 80.000 đúng không thì các bạn cần phải đạt lợi nhuận là 4.000 thì lúc đó các bạn mới rút đây là một cái điều kiện mà mình đánh giá là khá là khó rồi nha Khó phết đấy các bạn. Không phải đơn giản đâu. Bởi vì các bạn để ý, nó chỉ cho phép các bạn lỗ có 6% tài khoản thôi, mà bây giờ lợi nhuận yêu cầu của các bạn là 5% thì mới được rút lần đầu tiên. À, mình đánh giá là khá là khó so với lại các quỹ khác đấy. Các quỹ khác tài khoản live nó sẽ không yêu cầu lợi nhuận lớn như thế này. Nó chỉ đâu đấy khoảng tầm phải 5 hoặc là một vài trăm đô thôi. Tuy nhiên đối với quỹ này thì cái yêu cầu lợi nhuận tối thiểu ở tài khoản live khá là cao. Thực ra không phải là chúng ta không thực hiện được Mà là nó hơi cao so với các quỹ khác à, Nhưng mà ở đây có một cái điều mà các bạn uh, cần phải lưu ý nhé Đó chính là uh, khi mà các bạn nhận được tài khoản like Thì đồng nghĩa với việc là các bạn đã được hòa uh, vốn rồi Bởi vì các bạn đã được pay out 50% lợi nhuận trước đấy mà đó Là các bạn đã được refund rồi Xem như các bạn hòa vốn Bây giờ các bạn cứ việc trade từ từ thôi Các bạn trade từ từ nếu mà có lợi nhuận đạt đủ 5% thì các bạn rút ví dụ như tài khoản FTMO đi thì thông thường mình đã khuyên các bạn là giao dịch còn like. Đối với 14 ngày đầu đúng không? các bạn giao dịch lại ít cũng được, lại tối thì không được. Miễn sao các bạn phải rút được cái hoàn phí thi ra. Rồi từ lần sau rồi đi các bạn hãy giao dịch thoải mái đúng không? Tuy nhiên đối với lại cái quỹ này thì nó lại có một cái ưu điểm là các bạn đã được rút cái hoàn phí thi ra trước đấy rồi. Thì bây giờ các bạn cứ việc chơi như bình thường thôi. Các bạn chơi như bình thường khi nào đạt đủ cái lợi nhuận nó yêu cầu thì các bạn rút. Đấy nó cũng là một cái hay Cũng là một cái hay Rồi về phần trăm lợi nhuận payout là các bạn sẽ được nhận 60% lợi nhuận payout từ tài khoản like đầu tiên Ở lần đầu nhé Còn ví dụ như, như các lần tiếp theo thì nó sẽ nâng dần dần lên 70% 80% 90% Ví dụ như lâu hơn nữa thì 100% Nói chung nó sẽ cứ nâng dần dần cái mức payout cho các bạn Ví dụ các bạn giao dịch tầm được uh, uh, rút tiền lần thứ hai thứ ba thì nó sẽ nâng lên là 70-80% lần thứ năm thứ sáu thứ bảy thì nó sẽ nâng lên tầm 90 phần trăm lần thứ 10 trở đi thì thì nó sẽ cho các bạn là PA một 100 phần trăm hình thức rút tiền thì vẫn là PayPal qua crypto và qua bank transfer thời gian vẫn là một đến 2 ngày quy tắc ngầm thì vẫn là một cái quy tắc là bắt buộc phải có stop loss à, các bạn cần phải lưu ý à, thì đối với cái gói này ấy, thì mình đánh giá là các bạn đăng ký thi cũng được nó cũng về điều kiện thì nó cũng giống như kiểu cái hai step này thôi ví dụ như bản thân mình thì mình quen cái giao dịch hai step này rồi thì mình sẽ đăng ký thi gói này chủ yếu là đăng ký thi gói này còn ví dụ như các bạn thì các bạn có thể đăng ký gói one step này các bạn thi một lần vượt qua thì các bạn được rút tiền luôn nó đỡ phải mất nhiều thời gian nhưng cái gói hai step ví dụ như các bạn muốn đăng ký gói một step thì các bạn vào đây gói một step này các bạn click vào đây nó sẽ có các gói đây đấy với cái chi phí này Đấy, đây chính là cái gói 20.000 thì khi nhận tài khoản live bạn sẽ nhận được là 80.000. Đấy chi phí bên này. Đấy. Rồi, về cái gói cuối cùng đó là gói uh, no evaluation. Thì cái gói này là cái gói trực tiếp các bạn không phải thi bất kỳ một cái vòng nào cả. Các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được uh, tài khoản live luôn. Bù lại chi phí của nó khá là cao để các bạn có thể xem. Cái gói 10.000 nhá, là các bạn cần phải bỏ ra 599 đô rồi. Gói 20.000 là 1.199 đô. Uh, gói cao nhất là 80.000 các bạn cần phải bỏ ra là gần 5.000 đô để mua cái gói này chi phí rất là cao rất là cao đòn bẩy là một chia 33 thời gian thi thì vẫn là không giới hạn Vậy yêu cầu lợi nhuận và thua lỗ đối với lại cái gói uh, no evaluation này thì nó sẽ có từng level một nhá nó sẽ có từng level một các bạn giao dịch uh, vượt qua level này thì nó sẽ cấp cho các bạn sang level khác uh, ở level khác thì nó sẽ có những cái thông số payout khác nhau đấy, thì để vượt qua một level thì các bạn đã cần phải tạo ra lợi nhuận là 10 phần trăm với cái thua lỗ tối đa tài khoản là không được vượt qua 6 phần trăm đấy về trading được phép tin qua đêm được phép qua đêm qua tuần được phép qua tuần sử dụng nha thì vẫn được phép sử dụng nha à, quy tắc ngầm là bắt buộc phải có stop loss đấy. đây để mình nói rõ về cái level cho các bạn à, đây đây các bạn bấm vào no evaluation này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có các gói là 80.000 60.000 40.000 20.000 và 10.000 đúng không thì các bạn để ý cái dưới này này nó sẽ có những cái level khác nhau ví dụ như level 1 các bạn đăng ký gói 8.000 đó thì level 1 các bạn sẽ được cấp tài khoản là 80.000 này for profit yêu cầu của các bạn là 8.000 à, cái phần trăm payout của các bạn là 60 phần trăm tương đương với lại các bạn nhận được là 4.800 đô khi mà các bạn vượt qua cái level 1 này thì nó sẽ cấp cho các bạn tài khoản ở level 2. Level 2 thì các bạn sẽ nhận được 160.000. 160.000 đô ấy. Profit target có nghĩa là các bạn cần phải đạt được 10% là 16.000. Lúc này các bạn sẽ được uh, PA là 70%. là 11.200 đô. Đấy, vượt qua vòng 2 các bạn sẽ nhận vòng 3, vòng 4, vòng 5, vòng 6. Nên vòng 6 là cái vòng cao nhất của các bạn là nhận được 2 triệu đô. Uh, và cái tỷ lệ PA là 100%. Lúc này thì profit target nó không yêu cầu nhé các bạn giao dịch có bao nhiêu thì thì các bạn sẽ được pay out bấy nhiêu tuy nhiên các bạn thấy này, để đạt được, được những cái level này thì rất là khó rất là khó đó đây các bạn tương tự các bạn có thể xem được các level ở các vòng như 60.000 này rồi hoặc là 40.000 20.000 10.000 đấy dưới dạng vậy cứ mỗi vòng thì nó sẽ nhân đôi lên thôi ví dụ 10.000 xong nào lên 20.000 xong lên 40.000 đấy tương tự như vậy đấy chính là Uh, cái uh, gói uh, no evaluation thì thông thường cái gói này bởi vì cái chi phí đầu vào của nó khá là cao nhưng mà không được nhiều trader uh, chuộng không được nhiều trader mua đa phần các bạn sẽ mua cái gói hai step và gói one step à, thì đấy chính là toàn bộ những cái thông tin chi tiết về những cái quy tắc tại quỹ CTI ai uh, cái file excel này thì mình để sẽ để dưới phần mô tả nhá các bạn có thể click vào đấy để các bạn tái về rồi các bạn đọc uh, hoặc là các bạn xem lại. Like. À, các bạn mà có thông tin hay là thắc mắc gì hoặc là trong video mình có nói sai chỗ nào ấy, thì các bạn có thể là comment ở dưới video uh, để mình uh, trả lời giúp các bạn. Đấy. Rồi nội dung video hôm nay chỉ chỉ đến đây thôi. Nếu mà các bạn thấy video cung cấp thông tin hữu ích thì cho mình xin một like một lượt đăng ký để mình có động lực ra thêm các video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.